Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video về cái con DK của thằng Warrior. Thì nhiều bạn kêu mình làm cái video về cái con cái DK của Warrior này khá là nhiều, và cái con Rockface này, để các bạn có thể ý là các bạn muốn là hỏi là muốn mình cho mình kêu mình chơi thử để nên có ráp con Legendary này không, hay là có ráp con Garrot này, DK Garrot này hay không. Thì nói chung là cái deck này mình chơi thử thôi, mình test thử thôi, và mình có bỏ xe thanh vô nữa. Thì nói chung cái deck này là xe thanh, nó thuộc về xe thanh là chính. Thì đó, cái con Rockface này chỉ là phụ thôi. Thì chơi nó kiểu như là cái deck này đánh tỷ lệ thắng của nó rất là thấp, rất là thấp. Nói luôn để các bạn có thể biết, để các bạn tạm thời là nên chưa ráp những cái con này, tạm thời thôi nha. Sau này thì chưa biết thế nào, nhưng tạm thời thì mình chưa ráp con này thôi. Nhưng mà sau này không biết nó có cái deck nào đó nó phù hợp với con này hay không. Thì tạm thời mình chưa ráp con này. Còn DK này thấy hiệu ứng khá là ngon, nếu mà nào có thì cứ giữ đi để đó. Và hiện tại Legendary giờ mình mở ra thì nó không có bị trùng, nên cứ mở Legendary thì cứ giữ thôi, đừng có đớt. Đớt nó phí lắm. Nếu mình có con này rồi á thì mình mở thanh hên ra con này sao, đúng không? Ví dụ mà Legendary mình không bị trùng, mình mở sẽ không con này. Đớt này thì đúng là đánh theo kiểu control, nhưng mà tỷ lệ thắng của nó khá là thấp. Nhưng mà nó nãy giờ là khá là thấp nha. Cái này chỉ là mình làm cho các bạn xem thôi. Nhiều bạn yêu cầu thì làm cho các bạn xem thôi, để các bạn suy nghĩ là có nên ráp nó hay không. Thì cứ để ở đi, nhưng mà chắc chắn là mình nghĩ sau này sẽ có một cái deck phù hợp với con Rockface này và cả con DK của Warrior này. Tạm thời nó chưa có thôi. Ok. Thì cái video này làm cho các bạn coi chỉ là giải trí thôi, chứ không có mang tính chất là cái deck này có thể leo răng được hay không. Rồi, sau khi các bạn xem xong video, các bạn thấy thích thì nhấn bấm like, share và subscribe ủng hộ channel tôi nha các bạn. Nếu có thắc mắc đóng góp ý kiến gì cứ để lại comment phía bên dưới, online sẽ trả lời cho các bạn. Nếu các bạn muốn support tôi thì nằm dưới phần mô tả video đó. Còn lúc mà các bạn xem video này thì các bạn thấy quảng cáo hiện lên thì nhớ nhấp mình tôi hộ câu cái nha. Cảm ơn các bạn trước, giờ mời các bạn xem video gameplay của nó. Quá. Ok. Nó sẽ nghĩ đến Barret như cái lá này. Bị ăn đam cũng tốt, đấy nữa mình ro kẹt giấy. Bỏ qua. Này em đánh Barret xèn luôn.
Bất ngờ chứ con. Mình cần ro là cái lá 46 thật là nhanh để diệt mấy cái lá Z idol của nó. Quần gì vậy? Có đun trong đây nữa. The fuck? Người ta lâu xuống đó còn gì đây? Đã có xe thân. Oh. Wow. Không mẹ nó. Bước phát là 77 luôn. Cào mình á. Sweep á. Sai lầm của mày rồi con. Sai lầm của mày rồi. Đấy, 3, 2 Zero được 3 kẹt. Zero được 3 kẹt. Muốn ra cái lá kia càng sớm càng tốt. Ra cây lá sweet rồi nữa. Ra sườn rồi bắn. Ây dần bắn thôi. À, đang cần cái lá kia. Ah.
Ok. Nó sẽ thân và bắn. Ê, khoan à. Này lên này, lên này. Mấy cái lá sáu mà này kia ra sớm mà tốt quá. Đâu có gì để gì mình đâu. Nó bắt có cái gì để mà gì con xe thần của mình đó. Nếu mà ra được cái đồ nó càng sớm, nó sớm nó còn ngon nữa. Thôi gà rồi. Chi chi rồi. Nó là giết rui thì sao? Giết rui thì mình cầm chắc tỷ lệ thù cao vãi đái. Nói với tích cái đất si thân này thì đánh lây khó lại tụi giết rui lắm. Ta có token. Bốc rồi. Mình không cần ra liền cái con này đâu. Không cần ra liền đâu. Mình cứ đợi tới tinh năm. Đợi tinh năm. Phay vào máy luôn. Thể ra là hú. Tên xong có thể ro thì chắc chắn sẽ còn là một con. Có thể bên nó hoặc là bên mình. Nhưng mà với việc cái con 4 năm này nó còn sống thì sẽ rất là mệt mỏi. Nó đang cố gắng phải chạy. Nó không chạy. Mình sẽ wrong. Yeah.
Biết ngay là có lá nào. Nên ta để dành cái combo này cho mày đây. Mình phải lên búp cho Satan mình lên 10 attack thì mình mới kết hợp với con này được. 10 attack. What? Không biết nó có lớp búp hình minion trên tay ta. 12 đam mình chết luôn á. Ok, đó là búp. Có thể là lá hú. Anh hết còn lựa chọn rồi. Hết còn lựa chọn với em rồi. Tại sao tên 10 đảo quá. Nó hết còn lá gọi đóng cái rồi. Giờ mình không có lo về cái vụ mà AoE để diệt mấy con 22 của nó nữa. Giờ mình phải búp lên tên mời. Búp 10 armor 6 rồi. Nó hết bài rồi, nó thua xiềng. Nó thua 100%. Trăm phần trăm. Sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi người tịch. Chúng ta là những con bò vui nhộn. Chúng ta là những con bò. I can see the you. Thua thì cần xếp mẹ đi cho nó nhanh. Vãi mấy ông này, câu giờ vậy đấy. Tuổi gì ăn vậy? Không biết ăn bằng cách nào luôn. Không biết mà win mình bằng cách nào luôn. Đối tôi cần vậy là hết rồi. Xong phim mà không còn gì để nói nữa. Ừ.
hành mày một chút nè. Bốn hành, có hành với mày. Ghê. Oh my. Muốn hành anh hành em. Muốn hành thì anh hành em một chút. Ba đam là chết con này xì rồi. Một nè. Hả? Tại sao mình đánh con này trước ta? Đó là điều không nên. Mình sai phạm khi mà mình lên cái con này trước. Để kịp đánh luôn. Ok. Ok. Ôi chưa chịu cả shit hả?